Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Ngày hôm nay thì mình đang có trên tay đây chính là chiếc Huawei Mate 40 Pro. Và đây chính là chiếc điện thoại Android tốt nhất thế giới trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên Android của nó lại không có Google. Nhưng mà không sao, thì như anh em đã biết là những cái vấn đề liên quan Google trên cái chiếc điện thoại này thì mình nghĩ rằng là trong cái tương lai đây cũng là cái chiếc điện thoại Android cuối cùng của Huawei. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Anh em ơi! Và trước khi bắt đầu video thì mình muốn cảm ơn bạn Chí Khánh đã cho mình mượn cái sản phẩm này để có thể trên tay cho anh em. Thế nên là đối với anh em nào mà đang quan tâm tới những chiếc Huawei Mate 40 Pro thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới để anh em biết thêm thông tin chi tiết nhé. Đầu tiên đi, thực sự mình cảm thấy rất là tiếc cho Huawei tại vì rằng là chiếc Huawei Mate 40 Pro này nó làm thực sự tốt luôn. Đầu tiên phải kể tới đó chính là thiết kế. Thì với một cái thiết kế trong một cái thị trường điện thoại Android, máy nào nó cũng giống máy nào rồi, nào là camera được làm hình chữ nhật này, xong rồi là nốt ruồi các thứ các vân vân, thì chiếc Huawei Mate 40 Pro này lại có một cái thiết kế nó đặc biệt hơn, nó khác biệt hơn. Điển hình như là cái mặt sau ấy đi, cái cụm camera chúng ta được làm theo dạng hình tròn, mà nếu mà chúng ta chỉ cần lộn cái chiếc điện thoại này ngược lại thôi thì cái chiếc điện thoại này nó sẽ nhìn giống như là chiếc iPod ngày xưa. Và ngoài ra thì với cái cụm camera này thì Huawei họ cũng gọi là Space Ring. Thì cái thiết kế này nó sẽ dựa trên gọi là gì nhỉ, cái bức ảnh đầu tiên của cái hố đen đó. Thì tuy nhiên thì mình cũng nhìn không giống hố đen cho lắm, nhưng mà không sao, thì đó là một cái ý tưởng khá là hay của Huawei. Tiếp theo đó chính là về cái chất liệu mặt sau đó. Như anh em có thể thấy là ở cái phiên bản mà mình đang có đây, đó chính là cái phiên bản mặt da. Thực sự thì mình cảm thấy khá là thích thú đối với những cái chiếc điện thoại mà nó có một cái thiết kế nó sang trọng, nó sang chảnh như thế này. Tại vì là trong cái thời điểm hiện tại máy nào cũng là mặt kính các thứ vân vân rồi, và đôi khi sẽ có những cái hãng nó còn làm mặt nhựa cơ. Ngoài ra thì màn hình của cái chiếc điện thoại này cũng là một cái điểm khá là đặc biệt, tại vì nó sẽ có một cái thiết kế được gọi là tràn viền, và nó tràn những cái mức mà mình thấy rằng nó không thể nào mà tràn được nữa thì thôi, nó tràn cực kỳ là sâu luôn. Và thậm chí là Huawei họ cũng phải để cái nút nguồn cũng như là cái nút tăng giảm âm lượng xuống dưới một chút để cho chúng ta có một cái màn hình hiển thị nó lớn hơn như thế này. Và nhắc đến đây thì có thể anh em sẽ thấy một điều rằng là chúng ta đã có một cái nút tăng giảm âm lượng được mang lại, tại vì như anh em biết rồi là đối với cả Huawei Mate 30 thì chúng ta không có cái nút này. Nhưng mà có lẽ là do khi mà chúng ta bỏ đi cái nút gọi là tăng giảm âm lượng, nó cũng sẽ khiến cho những cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ không được thực sự tốt cho lắm, tại vì lúc nào cũng phải gõ vào bên cạnh như này thì mới gọi được cái nút tăng giảm âm lượng lên, nó cũng hơi vất vả một chút. Tuy nhiên thì đối với cả chiếc Huawei Mate 40 Pro này, chúng ta vẫn còn cái tính năng đấy ở đây. Đó, anh em thấy không? Rồi, cái điểm cộng tiếp theo mà khiến mình nghĩ cái chiếc điện thoại này nó vượt trội hơn so với cả những cái mẫu điện thoại Android khác, đó chính là về phần cấu hình. Thì đây chính là cái chiếc điện thoại Android đầu tiên được sử dụng con chip 5 nanomet đó. Thì cái con chip mà nó đang sử dụng thì đó là con chip Kirin 9000 được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet. Và chính Huawei họ cũng đã nói rằng là với con chip này nó sẽ mang cho chúng ta một cái hiệu năng mượt mà hơn này, nhanh hơn và mạnh hơn so với cả những cái con chip Kirin trước đấy. Khi mà chúng ta nhắc tới cái sự vượt trội của Huawei so với cả những cái mẫu điện thoại Android khác trên thị trường thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới camera. Thì đối với cả camera của Huawei thì chúng ta biết rồi, luôn luôn là một trong những cái chiếc điện thoại có khả năng chụp ảnh tốt nhất trên cái thị trường, và thậm chí nó có thể cạnh tranh được với cả iPhone cũng như là Google Pixel luôn. Thì về thông số cấu hình của cái cụm camera này thì chúng ta sẽ có camera chính lên tới là 50 megapixel này, chúng ta sẽ có một camera tele, chúng ta sẽ có một camera góc rộng và một cái cảm biến để chúng ta có thể gọi là lấy nét nhanh hơn trên cái chiếc điện thoại này. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đang nói chuyện về cái vấn đề gọi là chụp ảnh trên cái chiếc điện thoại này thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới cái khả năng chụp tối của cái chiếc điện thoại này. Thì thực sự mình cảm thấy rằng là cái khả năng night mode trên Huawei luôn luôn là một cái thế lực gì đấy mà nó có thể gọi là bá đạo hơn cả khi mà so sánh với cả iPhone lẫn cả Google Pixel. Và cái điểm mà khiến mình cảm thấy khá là thú vị, mình thấy rằng là chiếc điện thoại này nó tốt hơn so với cả những cái mẫu điện thoại khác, nó lại nằm ở một cái điểm nó khá là nhỏ thôi, đó chính là về phần loa. Thì ở đây như anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có loa stereo, nhưng mà thường thường ấy, những cái mẫu điện thoại khác thì chúng ta sẽ có một cái loa ở dưới và một cái loa gọi là loa thoại để chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm âm thanh vòm. Tuy nhiên thì đối với cả cái chiếc điện thoại này thì Huawei họ cũng sẽ đục lỗ ở phía bên trên, thế nên là giúp cho chúng ta có một cái khả năng gọi là cái trải nghiệm loa. Thứ nhất là nó sẽ đồng đều hơn, thứ hai là cái hai cái chất lượng âm thanh loa như này nó sẽ tạo cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh vòm tốt hơn. Đó, và chỉ gần đấy thứ mình vừa liệt kê thôi thì anh em có thể thấy rằng là chiếc Huawei Mate 40 Pro này nó đã có quá nhiều điều có thể vượt trội hơn so với cả những cái mẫu điện thoại Android khác trong cái thị trường trong cái thời điểm hiện tại rồi. Vậy còn những cái thứ khác thì sao? Ví dụ đi, về pin thì đối với cả chiếc điện thoại này thì nó đang sở hữu cho mình một cục pin lên tới là 4400 mAh. Và chiếc điện thoại này nó cũng sẽ được tặng kèm cho chúng ta một cái củ sạc 66W. Củ sạc này rất là nhanh luôn, thì không bù cho anh em nào đấy mà cắt luôn củ sạc, tại vì chúng ta bảo vệ môi trường mà. Và không chỉ chiếc điện thoại này có khả năng sạc nhanh 66W, mà chiếc điện thoại này cũng có một cái khả năng
sạc không dây nhanh 50W. Thì mình thấy rằng là với cái khả năng sạc không dây mà nó có thể lên tới là 50W như thế thì thực sự nó là một cái gì đấy cực kỳ là xịn sò đúng không anh em. Tuy nhiên thì để cho chúng ta có cái khả năng này thì tất nhiên anh em sẽ phải mua một cái đốc sạc không dây bên ngoài rồi. Về màn hình thì chiếc Huawei Mate 40 Pro này thì nó sẽ sở hữu cho mình một cái tấm nền OLED cùng với đấy là cái tần số quét lên tới là 90Hz. Thì đối với cả Huawei thì họ cũng đã nói rằng là họ cố tình để 90Hz để họ không thích lên 120Hz ấy. Lý do là vì khi mà chúng ta sử dụng màn hình 120Hz thì nó thực sự là ngốn pin. Thế nên là Huawei họ muốn cân bằng là thời lượng pin cùng với đấy là một cái tần số quét cao thì 90Hz thì họ sẽ thấy hợp lý hơn. Và tiếp theo, cái lý do tại sao mình nói rằng là chiếc điện thoại này là cái chiếc điện thoại Android cuối cùng của Huawei. Tại vì như anh em biết rồi, những cái lùm xùm liên quan đến Android này, những cái lùm xùm liên quan Google trên những cái mẫu điện thoại của Huawei khiến Huawei cực kỳ là khó khăn khi mà tiếp cận những cái thị trường smartphone. Và trong tương lai thì Huawei họ cũng có thể không thể nào mà sản xuất được những con chip Kirin nữa. Họ cũng khó có thể mua được những cái linh kiện từ những cái bên thứ ba nữa. Và tất cả những cái quá trình sản xuất những cái chiếc điện thoại này thì Huawei sẽ phải tự thân vận động. Thế nên là trong tương lai mình đã tìm hiểu được một số thông tin cho rằng là Huawei họ sẽ có một cái hệ điều hành mới, không phải là Android nữa mà họ sẽ sử dụng, đó chính là Harmony OS, một cái hệ điều hành riêng của Huawei. Thì với cái hệ điều hành này thì sao? Thì thứ nhất, Huawei sẽ không phải dựa vào Google, không phải dựa vào Android các thứ nữa thì nó sẽ đỡ vất vả hơn cho Huawei. Và cái thứ hai là Huawei có một cái hệ điều hành riêng thì họ có thể tự chủ được công nghệ của họ. Và điều này nó sẽ khiến cho cái hệ điều hành, cái hệ sinh thái của Huawei nó trở nên vững mạnh hơn, tốt hơn. Đó, và đó là những gì mà mình muốn nói về cái chiếc điện thoại này. Thì như anh em có thể thấy, chiếc điện thoại này nó cực kỳ là tốt, nó có nhiều điểm vượt trội hơn so với cả những cái mẫu điện thoại Android khác trong cái thị trường hiện tại. Cấu hình tốt, thiết kế khác biệt. Ngoài ra những cái rất là nhỏ chi tiết, ví dụ như là loa các thứ, nó cũng khiến cho trải nghiệm người dùng trở nên tốt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, có một vấn đề, nó là điện thoại Android nhưng lại không Google. Thế nên là đây là một cái điều khá là đáng buồn. Không biết anh em nghĩ sao về cái chiếc điện thoại này thì anh em hãy để bình luận dưới phần comment nhé. Nhớ like, share video và đừng quên subscribe cho anh em TV. Mình là Dũng và mình sẽ gặp anh em ở những video lần sau. Peace out.